kia mà chỉ báo thuốc là chỉ đi tắt máy, bật máy là sẽ không làm được, và tránh tình trạng anh đang đi được vấn đề bất lợi sau này. Có người lên lệnh tiếng là nào cũng tự bật thuốc ra. Đấy là hiện tượng đấy, nên là giúp đủ máy đang không bao giờ được khóa. Và khi có tắt máy thì mới vừa được báo thuốc làm giúp mình. Lúc mở máy thì dùng tay, lúc mở máy còn tay kia, hoặc là dùng khóa còn mở tay này. Đó, còn giá chất là chủ yếu là phải tắt máy để đánh giá được. Rất dễ hỏng đi và hỏng hốt. Thế này thì không nên để ra ngoài nhà, để không thể